activities are impermanent, so too mindfulness has its origin in rising and ceasing. Since cause and effect go beyond cause and effect, how can we use it for perfect penetration? Bởi vì các cái hành thì đều là vô thường. All activities là các cái hành thì đều are impermanent, đều vô thường. Cho nên là các cái niệm tưởng thì vốn là sinh diệt. So too, mindfulness has its origin in rising and ceasing. Tức là các cái niệm tưởng thì vốn bản chất nó đều là sinh diệt. Since cause and effect go beyond cause and effect. Nhân và quả thì nó gì? Nó khác biệt. Nhân và quả thì đi gì? Đi vượt ra khỏi nhân quả. Nhân và quả nó khác biệt thì how can we use it for perfect penetration? Thì làm sao mà chúng ta có thể nương tựa vào niệm tưởng, nương tâm sinh diệt để mà tu chứng viên thông? I now say this world-honored one, Buddha, who has revealed the Saha world. In this land, the true substance of teaching resides in hearing the sounds purely. Và bây giờ Bạch Thế Tôn, con sẽ Bạch Thế Tôn, Bạch Đức Phật, Bạch Thế Tôn, kính Bạch Đức Thế Tôn ở cõi Ta Bà này. Buddha who has revealed the Saha world ở cõi Ta Bà này, thì Phật ở cõi Ta Bà, in this land, the true substance of teaching, cái tánh ở cõi Ta Bà này, theo cái cơ nghi của cõi này, ngài gì? Lập giáo thể chân thật. The true substance là of teaching, là giáo thể chân thật. Resides in hearing the sounds purely. Tức là dựa vào gì? Dựa vào cái tánh nghe âm thanh để mà dựa vào tánh nghe âm thanh để mà lập nên, đúng không? Lập nên cái giáo thể chân thật là ngài dựa vào cái tánh nghe âm thanh. Lập giáo thể chân thật thanh tịnh mà châu biến chỉ tại nói và nghe. If one wants to attend somebody, hearing is the best way to enter. Nếu mà muốn chứng tam ma đề, muốn chứng tam muội thì thật nên là dùng tánh nghe mà vào. Hearing is the best way to enter. Thật nên dùng tánh nghe mà nhập vào. Apart from suffering, liberation is found. How excellent is he who contemplates the world's sounds. Thoát khỏi tất cả các cái khổ đau, giải thoát được, được tìm thấy. Tức là muốn, nếu như một muốn giải thoát đã lìa tất cả các cái khổ đau và lìa khổ giải thoát thì thật là lành thay. How excellent is he. Lành thay Quán Thế Âm, he who contemplates the world's sounds. Lành thay Quán Thế Âm đã lìa khổ giải thoát. Through compass as numerous as Ganges sands, trải qua hàng xa kiếp, trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng. He enters Buddha lands as many as five dustmost. Ngài đã vào các cái quốc độ của Phật mà nhiều như số hạt vi trần. Obtaining great power of self-mastery, đã được sức tự tại, được sức đại tự tại, great power of self-mastery. He bestows fearlessness on living beings. Đây là ngài đã gì đây? Bố thí đức gì? Vô úy fearlessness, ban cho gì? Sự không sợ hãi cho chúng sinh. Wonderful is the sound of Quan Sư Yin. Nói pháp, ngài nói pháp thì rất là nhiệm màu cái âm của Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất là vi diệu, nhiệm màu. A pure sound like the ocean's roar. Cái tiếng, cái âm ấy, nó rất là thanh tịnh, cái âm thanh nó rất là thanh tịnh, giống như là sóng gì? Ocean's roar là cái gì? Tiếng của biển, là tiếng của đại dương. He saves the world and brings peace to all within. Ngài đã cứu độ
thế giới và mang lại hòa bình cho tất cả chúng sinh. Tức là cái tiếng, cái âm thanh của Ngài Quán Thế Âm thì rất là vi diệu nhiệm màu, đó là cái âm thanh mà rất là thanh tịnh và giống như là tiếng gầm của đại dương. Ngài đã cứu thế giới, cứu độ thế giới và mang lại hòa bình cho tất cả chúng sinh ở trong cõi đó, trong các thế giới đó. He has transcended the world and his attainment is eternal. Ngài đã giải thoát thế giới, giải thoát thế gian, và cái sự chứng ngộ của Ngài, his attainment is eternal, là hoàn toàn là gì? Thường trụ. Hoàn toàn là thường trụ. Ngài đã chứng đạo xuất thế gian, vượt thoát khỏi thế gian, chứng đạo xuất thế gian, thường trụ, không sinh diệt. Now, I make this report first come one regarding what Quan Yin has just explained. Bây giờ thì con gì đây, kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Thế Tôn, như là Ngài Quán Âm đã giải thích, đã nói. It is like someone in a quiet place when drums are rolled throughout the 10 directions. Ví như mà có một người mà đang ở nơi yên tĩnh, in a quiet place. When drums, khi mà trống ấy, thì đánh lên, 10 phương đều đánh trống. When drums are rolled throughout the 10 directions, then 10 phương đều đánh trống, thì hearing at once the sounds from all 10 places. Thì cùng một lúc đều nghe thấy âm thanh của 10, của 10 phương. Thì người ấy cùng đồng thời đều nghe thấy tiếng trống trong 10 phương. This then is the actual true perfection. Đây chính là gì đấy? Cái tánh nghe thì chính là cái tánh mà viên mãn, bản này vốn rất là viên mãn. The eyes cannot see through solid forms. Mouth and nose are much the same. The body registers awareness only through contact. Tangled in thoughts, the mind lacks clear connections. Tức là mắt thì không nhìn được qua các cái vật gì ạ? Nếu như bị ngăn che, các cái vật bị ngăn che thì mắt sẽ không nhìn thấy. Mouth and nose are much the same. Miệng và mũi thì cũng như vậy. The body registers awareness only through contact. Còn thân thì có chạm thì mới biết. Thì phải thông qua cái chạm ấy thì thân thể mới biết. Tangled in thoughts, the mind lacks clear connections. Bị gì đấy ạ? Bị rối rắm, bị ngổn ngang, lăng xăng ở các cái ý niệm thì luôn rất là lăng xăng, rối rắm. Cho nên là the mind, cái tâm thì không thể có được cái sự liên hệ một cách rõ ràng được. Ý niệm luôn lăng xăng, ngổn ngang, không đầu mối. Không thể có cái sự liên kết, nó liên hệ nó rõ ràng được. Sounds can be heard even through solid walls. One can listen to things both near and far. None of the other five organs can match this. Riêng cái tai thì gì, căn căn nhĩ căn thì gì đấy. Sounds, âm thanh thì có thể được nghe qua qua cái tường tường bít, các cái tường vách. Thế còn tai mà cách tường thì vẫn nghe, và xa và gần thì đều nghe thấy. One can listen to things both near and far. Một người có thể nghe thấy những cái tiếng xa, tiếng gần đều nghe thấy. None of the other five organs can match this. Các năm cái căn kia, tức là trừ nhĩ căn, thì năm cái căn kia mà không so được với nhĩ căn, đúng không? Không thể là có cái khả năng như nhĩ căn được. Năm căn thì không sánh bằng. It then is penetration true and real. Cho nên là tánh nghe thì nó chính là bản lai, nó vốn là thông suốt, chính là cái căn viên thông. The nature of sounds is based in movement and stillness. One hears according to whether there is sound. With no sound, there is said to be no hearing. Tức là cái bản chất của âm thanh ấy, thì nó dựa vào động tĩnh, dựa vào sự chuyển động và gì ạ, sự tĩnh lặng. Và đấy là bản chất của âm thanh, cái tánh tánh của âm thanh. One hears according to whether there is sound.
Tức là một cái người nghe thấy mà dựa vào liệu là có tiếng hay là không. Nếu như mà không có tiếng thì người ta nói rằng là không, không nghe. Người ta nói là không nghe. Không tiếng thì gọi là không nghe. But this does not mean that the hearing has no nature. Nhưng mà khi mà cái không nghe đó thì nó không có nghĩa rằng là cái nghe nó không có tánh. Cho nên biết tánh nghe bản lai vốn thông suốt, không vọng không hư dối. Tiếng có động có tĩnh, nghe lúc có lúc không. Không tiếng gọi không nghe, chẳng phải không tánh nghe. Tức là không tiếng thì gọi là không nghe chứ không không phải là gọi là không có tánh nghe. This does not mean that the hearing has no nature. In the absence of sound, the nature is not gone, nor does it arise in the presence of sound, entirely beyond production and extinction. À, khi mà có sự vắng bặt của âm thanh, không có âm thanh đấy thì cái tánh nghe nó vẫn không 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 mất đi, nó không đi. Nor does it arise in the presence of sound. Và nó cũng chẳng gì ạ, nó cũng chẳng sinh. Khi mà có cái sự xuất hiện của âm thanh, khi mà âm thanh mà diệt mất thì tánh nghe cũng không bị diệt. Mà khi mà có sự sinh ra của âm thanh thì tánh nghe nó cũng không không sinh ra. Khi sự có mặt của âm thanh thì tánh nghe nó cũng sinh ra. Entirely beyond production and extinction, hoàn toàn nó vượt ra ngoài sinh diệt. It is then truly everlasting. Nó rất là gì đấy ạ? Nó là gì đấy? Lìa cả sinh và diệt. Truly everlasting, nó rất là thường thường trú, nó lìa lìa sinh diệt, nó vốn nó thường trú. Ever present, even in dream thinking, it does not disappear when conditions and thought are gone. Tánh nghe nó vốn thường trú, bản lai là nó vốn thường trú như vậy. Không vọng, không hư dối mà giàu cho là lúc lúc ngủ. Ngay cả hiện tại. Và ngay cả gì đây, nó thường trú như vậy, và nó ngay cả cái lúc mà gì đấy, cái lúc mà mơ, lúc ngủ mơ thì nó cũng không mất đi. Khi mà các cái duyên và các cái tưởng, cái vọng tưởng mà nó diệt mất thì cái tánh nghe nó cũng không bị mất đi. Cho nên biết tánh nghe bản lai vốn thường trú, không vọng không hư dối. Dầu cho trong lúc ngủ ý thức không nghĩ suy, nhưng không phải vì vậy mà tánh nghe chẳng có. Enlightened, this contemplation transcends cognition, reaching beyond both the body and the mind. Cho nên biết tánh nghe nó gì vượt ngoài sự suy nghĩ rồi. Enlightened, this contemplation transcends cognition. Cái sự quán chiếu này, cái giác đã được giác ngộ rồi thì cái quán chiếu này nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết, cái sự suy nghĩ. Reaching beyond both the body and the mind, nó vượt ra khoảng ngoài thân tâm rồi. Now in the Saha world, the theories of sound has been proclaimed and understood. À, cho nên ở trong thế giới ta bà, cái gì đấy, cái thuyết âm thanh đã gì, đã được giải thích, đã được giảng giải và đã được hiểu rõ. Nay cõi ta bà này, nước tiếng nói luận giải nghĩa lý được tuyên dương, nghĩa lý đã được tuyên dương. Living beings are confused about the source of hearing. They follow sounds and so they turn and flow. Nhưng mà chúng sinh thì bị mê muội, nhưng chúng sinh thì bị mê muội about the source of hearing. À, người ta bị mê muội, chúng sinh bị mê muội bởi tánh nghe. Và không biết được tánh nghe, không thấu đạt được tánh nghe. They follow sounds and so they turn and flow. Họ theo đuổi theo âm thanh, họ chỉ bám theo thanh trần và nên họ cứ mãi bị lưu truyền. So they turn and flow, họ cứ mãi bị lưu truyền. Ananda's power, so remember, was exceptional. Nonetheless, he fell prey to a dragon plot. Tức là như là Anan đấy, như thầy Anan đấy, tuy là gì đây, cái khả năng nghe, cái sức nghe, power to remember was exceptional. À, có như thầy Anan đấy, tuy nghe nhiều nhớ kỹ, tức là cái khả năng nghe của ngài Anan rất là siêu việt.
Thế sao nhưng mà ngài vẫn bị rơi vào cái gì? Dạ, rơi vào vẫn cái uy lực của tà chú, mà không thoát khỏi. He fell prey to a divine blot. À, vẫn bị rơi vào cái tà chú. Was it not from a hidden source that he was nearly lost? Thế có phải là do là âm thanh mà do là gì đấy, do cái sự âm thanh mà ngài đã bị gì đấy, ngài đã bị mê mờ không, ngài đã bị lạc lối không? By turning back the flow, one will make no such mistake. Bởi khi mà quay ngược dòng, xoay nghe vào cái bản tánh thì sẽ không bị xảy ra cái sai lầm như thế, cái lỗi lầm như thế. Ngay như thầy A Nan, tuy nghe nhiều nhớ kỹ không khỏi vướng niệm tà, mê tiếng thì lưu truyền, xoay nghe vào bản tánh thì chứng ngộ chân thường. By turning back the flow, one will make no such mistake. Nếu như mà xoay nghe vào bản tánh thì người ta sẽ không bị cái sai lầm như vậy, không mắc phải cái sai lầm như vậy. Ananda, you should listen attentively. I rely upon the Buddha's awesome power in describing to you the Varakin, a samadhi inconceivable of likeness to illusion. Này Anan, ông phải hãy lắng lòng nghe, hãy lắng lòng xin nghe kỹ. Ta nương vào oai thần của Đức Phật để mà giảng giải cho ông, in describing to you, giảng giải cho ông cái pháp gì? Kim Cang Vương. Ta nói cái pháp Kim Cang Vương là pháp gì? A samadhi inconceivable of likeness to illusions, là cái pháp tam địa, là cái pháp gì? Tam địa không thể nghĩ bàn, tam muội không thể nghĩ bàn, of likeness to illusion. Nó là như huyễn gì? Như huyễn tam ma đề, nó chỉ likeness to illusions. Tam ma địa không thể nghĩ bàn, như huyễn tam ma đề, thật là không thể nghĩ bàn. It is the true mother of all Buddhas. Đó là mẹ của các chư Phật, là mẹ chân thật của các chư Phật. You may hear the secret Dhamma doors of Buddhas as numerous as most of dust, but without first renouncing desire and outflows, you may amass learning, but you will still make mistakes. Ông có thể nghe gì đấy, rất là nhiều cái pháp môn bí mật, rất nhiều pháp môn bí mật của Như Lai, nhiều như là số hạt bụi, nhưng mà nếu như mà không gì, but without first renouncing desire and outflows, nhưng mà nếu như mà trước tiên mà ông không gì xả bỏ, từ bỏ cái gì, cái lậu hoặc, cái tham ái, cái dục lậu, cái tham ái, cái dục lậu, desire and outflows, nếu như ông không trừ bỏ được dục lậu thì you may amass learning, ông có học rất là nhiều đi chăng nữa nhưng ông vẫn mắc phải lỗi lầm. Tuy tị chứa nghe nhiều nhưng mà ông vẫn phải mắc phải những cái lỗi lầm. You concentrate on learning to uphold the Buddha's Dharma. Why don't you listen to your own hearing? Ông tập trung vào cái việc là học tập này và trì pháp của Phật, thọ trì Phật pháp, đã dùng cái nghe luyện tập trung vào cái việc là học tập trì pháp Phật. Why don't you listen to your own hearing? Thế tại sao ông không nghe cái nghe của chính mình? Hearing does not spontaneously arise because of sound, it gets its name. But when hearing returns and is free of sound, what does one call that which is set free? Tánh nghe thì không tự nhiên mà sinh ra, does not spontaneously arise. Cái tánh nghe thì nó không tự nhiên sinh, because of sound, it gets its name. Và bởi vì nhân mà có tiếng, mà nó có tên. But when hearing returns and is free of sound, nhưng mà khi mà xoay tánh nghe, nghe tự tánh thì thoát khỏi thanh trần, is free of sound. Khi xoay tánh nghe, phản văn văn tự tánh, xoay tánh nghe, nghe tự tánh thì làm sao? Thì nó sẽ thoát ly khỏi
thanh trần. What does one call that which is set free? Nghe mà đã thoát khỏi thanh trần rồi thì tên gọi cũng không có. What does one call that which is set free? Khi mà đã thoát khỏi, thoát ly khỏi thanh trần rồi thì cái nghe nó cũng không có, tên nó cũng không có. As soon as one sense organ returns to the source, the entire six are liberated. Một căn đã về nguồn thì sáu căn đều giải thoát. Từ ngay khi mà một căn đã trở về nguồn cội của mình thì cả sáu căn đều được giải thoát. The entire six are liberated. Sight and hearing are like an illusory covering. The triple realm, a vision of flowers in space. When hearing reverts, the cataract is gone. Các cái cảnh và các cái tánh nghe thì nó cũng chỉ như là những cái gì, những cái huyễn cảnh thôi. I like an illusory covering. Thấy nghe nó như như bệnh loà. Cái thấy, sight and hearing, thấy nghe thì nó cũng như là cái gì, là cái thứ ảo ảnh, cảnh rất là ảo ảnh, hay là như là bệnh lòa thôi. The triple realm, a vision of flowers in space. Ba cõi thì giống chỉ như là hoa đốm giữa hư không. Ba cõi là như hoa đốm giữa hư không. When hearing reverts, the cataract is gone. Và khi mà nghe đã xoay về cội rồi thì cái gì ạ? Cái cataract là cái bệnh lòa, cái bệnh lòa nó sẽ tiêu trừ. The dust gives way to pure and perfect insight. À, chính là cái gì? Cái hạt, các cái hạt bụi, các cái trần cảnh, các cái trần giới, nó cũng gì? Gives way to pure and perfect insight. Trần giới nó cũng tiêu tan và tánh giác liền tròn hiển lộ. To pure and perfect insight. Tánh giác là khi mà bệnh loà đã được dứt trừ thì trần giới cũng tiêu tan và tánh giác thì được tròn hiển lộ. When purity is ultimate, the light is penetrating, the stillness shines and includes within it all of emptiness. Khi mà cái sự thanh tịnh mà đã đến cực viên mãn rồi, cái tâm sáng đã cực viên mãn rồi thì cái ánh sáng nó gì thế đấy, nó sẽ tịch chiếu, nó trùm khắp hư không, nó penetrating, nó sẽ bao trùm hư không. A stillness shines, cái tĩnh lặng là gì thì nó shines, nó tỏa sáng và includes, và nó bao gồm trong nó là tất cả các hư không. Tĩnh lặng tỏa sáng, được phát ra ánh sáng và bao gồm trong đó là tất cả các cái hư không. Includes within it all of emptiness. Looking at the world from this point of view, everything that happens is just like a dream. Mantanji's daughter too is part of a dream. Khi mà nhìn cái thế gian bằng cái cách gì, bằng cái point of view, bằng cái một cái thế giới quan như vậy, một cái quan điểm như vậy, đúng không? Khi mà xem trở lại thế gian bằng cái cách nhìn như vậy thì tất cả các cái thứ mà đã xảy ra, tất cả các mọi thì sự vật hiện tượng nó xảy ra thì nó giống như là một giấc mộng mà thôi. Xem trở lại thế gian toàn là việc trong mộng. Mantanji's daughter too is part of the dream. Và con gái của Mai đang già thì cũng là một cái phần của trong cái giấc mộng đó. Mai đang già thì cũng là mộng. Con gái của Mai đang già cũng là một phần ở trong giấc mộng đó. Who was able then to physically detain you? Thế thì ai sẽ là người giữ được thầy? Ai là người mà có thể gì đấy physically giữ được cái thể xác của thầy? It is like a puppeteer who plays with shadows and works the dolls to seem as real as people. Giống như là cái người ở trong người múa rối, a puppeteer who plays with shadows, và họ đang để chơi với lại các cái bóng đêm, chơi với lại các cái bóng đêm. And works the dolls, và làm cho những cái con rối, works the dolls seem as real as people, làm cho các cái con búp bê, con rối ấy thì nó giống như là thật, là giống như là những người múa rối chơi với lại bóng đêm và
làm cho những con rối của mình là dường như là người thật ấy. Although one sees them move about freely, they are really governed by a set of strings. Mặc dù là chúng ta đã nhìn, mọi người đã nhìn thấy chúng chuyển động một cách rất là tự do như vậy, nhưng mà thật sự là chúng được gì đấy? Chúng được điều khiển bởi một loạt các cái dây, một set of strings. À, chúng điều khiển bởi các cái dây rối. Cease operating the controls and they return to still. Là nếu như mà không có các cái điều khiển đó, các cái hoạt động của cái việc điều khiển đó, thì nó sẽ gì? Nó trở về với tĩnh lặng, thì nó sẽ trở nên là tĩnh lặng. The entire illusion is without a nature. Và tất cả các cái huyễn hoặc kia nó đều không có tánh. À, nó đều không có tánh. The six sense organs are also thus. At first, there was the one essential brightness, which is split into a six-fold combination. À, sáu căn thì cũng là như vậy. Ở lúc ban đầu, từ ban đầu đấy, thì there was one essential brightness. Lúc ban đầu thì chỉ có một gì đấy, một tánh sáng thôi, một cái tánh minh, một cái tánh sáng vốn nương vào một gì ạ, một cái ánh sáng, một cái tinh minh, which is split into a six-fold combination, mà nó gì, nó đã phân thành sáu, sáu hòa hợp. Vốn nương một tinh minh mà phân thành sáu hòa hợp, which is split into six-fold combination. À, phân thành sáu hòa hợp. But one part ceases and returns all six functions will stop as well. À, khi mà đã phân thành sáu hợp hòa hợp như thế, nhưng mà nếu như có một phần mà quay về, một căn, nếu như có một phần, có một căn mà quay về, dừng lại và quay về, thì tất cả các sáu căn đó cũng dừng lại, cũng dừng lại. Một căn đã quay về, sáu căn đều tịch tĩnh. In response to a thought, defiling objects vanish, becoming pure and wonderful, perfect brightness. Một niệm trần cấu tiêu thành viên minh tịch diệu. In response to a thought, defiling objects vanish. Một niệm trần cấu mà tiêu mất thì tất cả những cái gì? Những cái thought defiling objects là các cái trần trần cảnh trần cấu bất tịnh, các cái trần cảnh bất tịnh mà nó tiêu mất thì becoming pure and wonderful perfect brightness, thì nó sẽ thành gì? Thành cái ánh sáng viên mãn vi diệu và thanh thanh tịnh. À, thành viên minh tịnh tịnh diệu. If there is residual defilement, one must still study. Thế nhưng nếu như mà vẫn còn trần thì là còn phải học, thì còn là hàng hữu học. Residual defilement. Nếu như mà còn trần cấu thì còn là hàng hữu học, còn phải học. When the brightness is ultimate, that is the tathagata. Còn sáng tột, khi mà cái ánh sáng đó mà nó đến đạt cái mức tột cùng, when the brightness is ultimate, cái sáng đó nó đến tột cùng, thì đó chính là Như Như Lai. Sáng tột thì tức là Như Lai. Ananda and everyone in the great assembly turn yourselves around and revert the hearing. Này Anan, cùng tất cả mọi người ở trong đại chúng, hãy xoay xoay trở lại và gì đấy, nghe cái revert the hearing. Xoay lại cái nghe và quay về nghe tự tánh. Xoay lại cái nghe và quay về nghe tự tánh chính là phản văn, văn tự tánh. Return the hearing and listen to the self nature. Till the nature reaches the supreme way. Cho đến khi mà cái tánh, cái tự tánh đó đạt đến đạo vô thượng, the supreme way là đạo vô thượng. That is what perfect penetration really means. Đó chính là ý nghĩa của viên viên thông. Đó chính là ý nghĩa của thật viên thông. What perfect penetration really means. It is the gateway entered by Buddha as many as the dust mote. Và đó chính là cái cách tu chứng, cái cửa vào của gì
hay là của cái pháp môn tu tập vào cửa của tất cả Như Lai, nhiều như là số cát, số hạt bụi, nhiều như là số hạt bụi. It is the one path to Nirvana. Nó là một con đường mà dẫn đến đạo Bồ Đề. Niết bàn, dẫn đến niết bàn. Such commands of the past perfected this method. Bodhisattva now merged with this total brightness. Tất cả các Như Lai ở trong quá khứ thì đã gì? Đã viên mãn cái cách này, cái con đường tu chứng, cái cách tu chứng này. Còn chư Bồ Tát hiện tại thì sao? Bodhisattvas now merge with this total brightness. Còn chư Bồ Tát hiện tại thì cũng nương pháp môn này, will pupil of the future who study and practice will also rely on this dharma. Chư Phật đời quá khứ đã thành tựu pháp này, chư Bồ Tát hiện tại cũng nương pháp môn này nhập vào cảnh giới viên minh, nhập vào cảnh giới viên minh, và tất cả các chúng sinh ở đời vị lai, pupil of the future who study and practice, vẫn còn đang ở tu tập, đang học tập, đang tu tập, will also realize this dharma, cũng dựa vào cái pháp môn này. Through this method, I too have been certified. Và ta, chính ta, văn thủ xử lại cũng dựa vào cái pháp môn này, cũng thông qua cái pháp môn này mà để chứng chứng đạo. Quán Thế Âm Bodhisattva was not alone in using it. Và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không phải là người duy nhất, cũng không phải là một mình dùng dùng nó, dùng cái pháp môn này. Chẳng riêng Quán Thế Âm, và ta cũng theo pháp ấy mà tu chứng viên thông. I choose sincerely a skillful means, want to save those in the final end who seek to escape the mundane world and perfect the heart of Nirvana. Một cách thành tâm thì đấy. Con chọn choose sincerely a skillful thì con cũng chọn một cái phương tiện mà có thể cứu độ, one to save those in the final end, một cái phương tiện để mà cứu độ chúng sinh các trong thời kỳ mạt pháp. Who seek to escape the mundane world, người mà muốn cầu xuất thế gian, cầu thoát khỏi pháp, cầu thoát khỏi thế gian, and perfect the heart of Nirvana, và viên mãn được cái tâm niết niết bàn, thành tựu được cái tâm niết bàn. The best ways to contemplate the sounds of the world. Cách tốt nhất là gì đây? Hãy quán cái âm thanh của thế gian. The best way is to contemplate the sounds of the world. Thành tựu sáu căn của thế gian. All the other kinds of experience require the awesome spirit of the Buddha. In some cases, they bring immediate transcendence, but they are not the customary means of practice spoken for those of shallow and deep roots alike. Còn tất cả những cái pháp môn khác, các cái phương tiện khác thì đều phải nhờ oai thần của Phật. Require the awesome spirit of the Buddha. Tất cả các cái phương tiện khác đều phải nhờ oai thần của Phật. In some cases, they bring immediate transcendence, tức là ở trong một số trường hợp, thì họ ở chúng các cái pháp môn khác ấy, thì có thể đưa ra được cái sự giải thoát ngay lập tức. Tức phải có một cái cơ duyên, có một cái cơ duyên. In some cases, có trong số trường hợp hoặc là trong một số có một cái cơ duyên nó rất là thù thắng, thì tất cả các pháp môn khác có thể đưa ra được cái sự vượt thoát, giải thoát rất là nhanh, giải thoát ngay lập tức. But they are not the customary means of practice. Nhưng chúng không phải là cái pháp môn mà pháp tu lâu dài cho mọi người. Spoken for those of shallow and deep roots alike. Không phải là pháp tu lâu dài cho mọi người, cũng không thể cùng một lúc mà nói cho người căn cơ mà sâu cạn không đồng nhau, không phải là cái pháp môn mà có thể nói cho những cái người mà căn cơ sâu cạn nó không đồng nhau. Shallow là cạn, deep là sâu, căn cơ sâu cạn không đồng nhau. I bow to the ones come first and the Tripitaka
And to those inconceivable ones with no outflows, trusting they will aid those in the future, so that no one will doubt this Dharma door. Nay con đảnh lễ Như Lai tạng vô lậu không nghĩ bàn. I bow to the ones thus come one. To the ones come thus. Tức là hôm nay con đảnh lễ Như Lai and the Tripitaka và tam tam tạng. And to those inconceivable ones with no outflows. Và tất cả các vị gì? Các chúng sinh vô lậu, không thể nghĩ bàn. Trusting they will aid those in the future. Tin tưởng rằng là họ sẽ cứu giúp những chúng sinh ở trong đời vị lai. So that no one will doubt this Dharma door. Để mà không ai có nghi ngờ cái pháp môn này. Đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu không nghĩ bàn, gia hộ đời vị lai, người tu pháp môn này tỏ ngộ không mê hoặc. It is an expedient easy to master, an appropriate teaching for Ananda and for those immersed in the final age. Đây là một cái phương tiện mà rất là dễ tu, dễ dàng thành tựu, easy to master, phương tiện mà rất là dễ thành tựu. An appropriate teaching for Ananda là một cái phương tiện, một cái cách tu, một cái con đường rất là dễ dàng, một cái pháp môn rất là gì, hợp với lại Anan, hợp với căn cơ của Anan và tất cả các cái chúng sinh ở trong đời mạt pháp in the final age. Dễ dàng thành tựu, đây là cái pháp môn hợp với căn cơ của Anan và chúng sinh trong đời sau và trong đời mạt pháp. This should cultivate this organ of hearing, a perfect penetration that surpasses all others. It is the way to the true mind. Họ nên là tu tập cái nhĩ căn này, this organ of hearing, cái căn nghe này chính là nhĩ căn. A perfect penetration, đó là một cái pháp môn viên thông mà vượt qua tất cả các thứ khác, tức là nó gì, nó siêu việt, nó đứng đầu, nó vượt qua tất cả các cái pháp môn khác. Và đó là cái con đường mà chứng được gì? Chân tâm. Có con đường dẫn đến gì? Tu chứng chân tâm. Tu chứng chân tâm.